Xin chào các bạn Trước đấy thì mình cũng có các video chia sẻ cho các bạn cách độ chế quạt thông thường như này Từ bạc thau tức là các cái bạc thau như này Sang bạc đạn tức là chuyển sang cái vòng bi như này các bạn nhé Tuy nhiên cũng có các bạn nói là cái việc mà chuyển từ bạc thau sang bạc đạn nó là không cần thiết Và thứ hai nữa là cái vòng bi xong một thời gian sử dụng ấy, nó chạy nó kêu ờ ờ Thực ra thì nó cũng có khá nhiều nguyên nhân nhưng mà đối với mình mình cũng đã chế sang cái bạc đạn này cũng được vài năm rồi Mình chưa thấy có cái hiện tượng nó kêu cả Và ngay cả các cái quạt cao cấp Ví dụ như là quạt Pana uh, tiền triệu Nó khoảng gần 2 triệu một cái đấy Và cái quạt Pana này thì mình cũng đã có chia sẻ với các bạn trong cái video trước rồi Thì các bạn thấy rằng là họ cũng là dùng bạc đạn luôn các bạn nhé Tức là dùng vòng bi luôn Và hôm nay mình sẽ làm một cái video để mình sẽ so sánh giữa bạc thau và bạc đạn khi mà chúng ta chế xong xem xem nó có cái sự khác biệt gì, nó có ưu nhược điểm gì. Và khi mà các bạn xem hết video này thì các bạn có thể là tự quyết định cho mình là cái việc độ chế từ bạc thau lên bạc đạn hay không. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Đây, ở đây mình có hai chiếc quạt giống nhau các bạn nhé. Hai chiếc quạt này thì thông số kỹ thuật hoàn toàn giống nhau. Thì một chiếc quạt là mình chưa độ chế một cái gì, có nghĩa là cái chiếc quạt này vẫn đang dùng cái bạc thau này các bạn nhé. Cái quạt mà cánh xám này dùng bạc thau còn đối với cái quạt mà cánh trắng này thì mình đã độ chế lên bạc đạn. Đây, chính là cái bạc đạn, chính là cái vòng bi này. Thì trước đấy là mình đã có cái video mà quay cái quạt trắng này từ cái lúc mà chưa độ chế lên bạc đạn, tức là lúc đấy nó vẫn đang dùng bạc thau này. Mình có quay và test tốc độ các thứ. Sau đó là mình độ lên bạc đạn thì mình cũng có quay và test tốc độ. Thế nhưng mà cái video đấy do cái thiết bị của mình nó đang bị lỗi nó hỏng thế cuối cùng là cái video nó mất mất nên là thôi bây giờ mình sẽ làm cái video mà so sánh giữa hai quạt này mặc dù là cái độ chính xác thì nó không thể là chuẩn 100 nhưng mà các bạn có thể tham khảo được bởi vì hai cái quạt này thông số nó tương tự như nhau thôi rồi thì bây giờ là các bạn nhớ cho mình là cánh xám là chưa độ chế vẫn dùng bạc thau cánh trắng là đã độ chế lên bạc đạn và bây giờ mình cùng các bạn sẽ test xem là với cùng một cái số tức là mình sẽ để hai cái cái quạt này à, ví dụ như là để số 1 hay là để số 3 gì hoặc là để hay để số 2 mình để cùng một số và chúng ta sẽ test xem cái bạc thau và bạc đạn cái nào có cái tốc độ quay nhanh hơn các bạn nhé đây mình bật quạt lên sau đó là mình sẽ dùng một chiếc đồng hồ đo tốc độ bây giờ mình sẽ đo cái quạt này chính là cái quạt mà dùng bạc thau các bạn nhé mình sẽ chờ một lúc để cho nó ổn định số sau đó là mình sẽ nhấn hâu tức là nhấn giữ lại để lưu lại cái số đo ok rồi đây các bạn nhìn thấy đây đây chính là cái tốc độ vòng quay của cái quạt mà dùng bạc thau nó đang là 1140 1140 vòng một phút các bạn nhé Ok bây giờ mình sẽ chuyển sang đo cái dùng bạc đạn này Rồi. Thì các bạn nhìn thấy này, cái bạc đạn thì là tốc độ vòng quay của nó là 1181 vòng. Như vậy là các bạn có thể thấy rằng khi mà chúng ta thay đổi từ bạc thau sang bạc đạn như thế này thì rõ ràng các bạn thấy rằng là tốc độ của bạc đạn có cao hơn so với tốc độ của bạc thau mặc dù chúng ta cùng để ở một số các bạn nhé. Tiếp theo, mình sẽ cùng các bạn test xem cái khả năng trơn chu của cái quạt giữa bạc thau và bạc đạn xem là cái nào nó trơn chu nhất bằng cách là chúng ta đang cho hai cái quạt này chạy cùng một số. Ví dụ mình đang chạy ở cái số 1 của cả hai quạt này. Và bây giờ mình sẽ tắt điện đi. Đây. Bắt đầu mình sẽ tắt điện bằng cái công tắc này đi. Và chúng ta sẽ bấm giờ xem là cái nào nó sẽ dừng trước các bạn nhé mình sẽ dùng một cái đồng hồ này và mình sẽ bấm giờ này. bây giờ mình sẽ bắt đầu này, mình sẽ tắt cả hai nhá, tắt bằng cái công tắc này. đây là hai ổ cắm đây, mình sẽ tắt công tắc này là tắt cả hai này. rồi bắt đầu, rồi tắt rồi. và các bạn sẽ xem xem cái nào dừng trước nhá. rồi quạt xám sắp dừng, dừng quạt xám rồi quạt trắng này vẫn còn đang quay này các bạn này, quạt trắng đang quay này. rõ ràng các bạn thấy là quạt trắng nó quay khá lâu nó vẫn còn quan tính quay rõ ràng thì các bạn thấy rằng khi mà chúng ta độ lên bạc đạn tức là độ lên vòng bi ấy nó khá chân chu luôn đây, bây giờ vẫn còn quay à, sắp dừng rồi ok rồi các bạn có thể nhìn thấy đây đây là hai cái thông số này Số 1 chính là quạt xám dừng ở cái mức là 23 giây 16. Số 2 chính là cái quạt trắng là dùng vòng bi hay là bạc đạn dừng ở cái số là 55 giây 67. Thì các bạn thấy không? Cái mà chúng ta độ lên vòng bi nó trơn tru gấp đôi so với dùng bạc thao. Quay cực kỳ trơn tru luôn nha các bạn nhé. Rất chi là trơn tru. Về cái độ ồn nhá các bạn nhé. Đây đây không hề phát ra tiếng ồn nhé. đây là vòng bi này không hề phát ra tiếng ồn còn đây này đây là quạt bạc thau này thì bản chất của bạc thau mình cũng tra dầu thường xuyên rồi nên là cũng không hề phát ra tiếng ồn vòng bi cũng không hề phát ra tiếng ồn mặc dù cái quạt này mình chạy cũng từ đầu tháng 5 đến giờ còn đối với quạt khác quạt treo tường của mình ấy thì là mình cũng độ chế cách đây khoảng một hai năm rồi vẫn êm du luôn tiếp theo là mình sẽ cùng các bạn sẽ test đến cái bài test đó là công suất tiêu thụ của hai quạt này Bây giờ mình sẽ bật cái quạt màu xám tức là cái quạt bạc thau trước. Đây, mình bật lên này. Quạt bạc thau các bạn nhá. Thì các bạn xem nào, mình đang để quạt bạc thau ở số 1 tức là tốc độ thấp nhất đấy. Thì các bạn nhìn thấy quạt bạc thau nó đang tiêu thụ là 37 37W, 37,2 gọi là 37W đi. 37W các bạn nhé. Ok các bạn lưu như cái thông số này 37W. Rồi Bây giờ mình sẽ test cái quạt bạc đạn này Và chúng ta sẽ xem công suất là bao nhiêu Mình cũng đang để ở số Số 1 các bạn nhá Tức là cái số chậm nhất ấy. đấy Lúc nãy là 37W đúng không ạ Đây các bạn nhìn thấy này Cái quạt bạc đạn này Nó có khoảng 33W thôi Bởi vì sao Bởi vì cái trục bạc đạn ấy nó trơn tru hơn nên là cái ma sát của nó sẽ ít hơn rất nhiều Do đó cái tải của nó sẽ nhẹ hơn so với cái tải của cái bạc thao kia Dẫn đến mặc dù là cùng cuộn dây cùng công suất Nhưng mà khi mà chúng ta sang bạc thao ấy Thì cái điện tiêu thụ nó cũng sẽ ít đi Đây còn có 33W này Có nghĩa là nó giảm khoảng 4W, 4W so với cái bạc thao kia Mặc dù nó giảm không nhiều nhưng mà các bạn cũng thấy được rằng là nó có giảm vừa chân chu và vừa tiết kiệm điện đúng không ạ? thì qua cái video vừa rồi thì các bạn cũng thấy được rằng là cái ưu điểm của bạc đạn tức là ưu điểm của cái vòng bi này nó có khá nhiều ưu điểm hơn so với bạc thau đúng không ạ? Tuy nhiên hiện tại thì hầu hết các cái hãng quạt mà sản xuất quạt gia đình ấy, thì người ta đều dùng bạc thau là bởi vì sao? Bởi vì quạt gia đình công suất nó không lớn này, tốc độ quay cũng không lớn này và cái trọng lượng cánh của nó cũng khá nhẹ nên là cái bạc thau nó vẫn có thể đảm bảo được nếu mà chúng ta tra dầu, tra mỡ thật tốt Tuy nhiên đối với quạt giá rẻ thông thường ấy thì cái bạc thau này nó không phải là cái bạc xịn. Đối với cái bạc xịn ấy thì nó phải là cái bạc đồng ép và hay người gọi là đồng xốp ấy nó sẽ thấm dầu. Có nghĩa là dầu nó sẽ thấm từ bên ngoài này nó vào trong cái trục này để nó bôi trơn với cái trục bạc ở bên trong này dẫn đến nó sẽ không bị khô két nó không bị hao mòn. Còn nếu như mà cái quạt thông thường rẻ tiền của chúng ta thì cái bạc này nó rất chi là kém luôn các bạn nhé. Các bạn có bôi dầu đầy cái bông thấm ấy, nhưng mà nó thấm vào giữa cái trục này cực kỳ ít dẫn đến là tại sao mà các bạn dùng cái quạt thông thường ấy nó hay kêu hay bó hay két hoặc là một thời gian ấy nó cứ lọc lọc cọc là bởi vì sao nó nóng lên thì nó không có dầu bôi trơn dẫn đến là nó hao mòn cái bạc thau và cái trục ở bên trong còn đối với quạt xịn à, ví dụ như đây 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 là cái quạt nhật xịn các bạn nhé nhật bãi xịn ấy thì cái quạt này ngày xưa người ta vẫn dùng bạc thau bình thường nhá nhưng mà bây giờ mấy chục năm này ba bốn chục năm rồi bây giờ vẫn chạy êm du luôn đây chính là dùng bạc thau xịn và cái trục xịn nên là nó êm du như vậy nếu như các bạn mà có cái quạt mà xịn như này thì mình khuyên các bạn không cần thiết phải thay lên bạc đạn làm gì các bạn nhá cứ để cái bạc thau này mà dùng và tra dầu mỡ đều đặn vào còn đối với các quạt thông thường giá rẻ khoảng vài trăm ngàn nên là cái bạc thau này thực sự là không có được cái quạt nào có cái bạc thau này xịn đâu. Rất kém chất lượng nên nếu mà các bạn mà biết về kỹ thuật thì các bạn nên chế lên bạc đạn. Tuy nhiên khi mà chế lên bạc đạn thì các bạn lưu ý cho mình là các bạn phải làm sao? Đầu tiên các bạn phải chọn mua cho mình cái bạc đạn ở đây cụ thể là cái vòng bi 608 này và phải chính hãng các bạn nhé Chính hãng những cái hãng nổi tiếng ấy nó phải giá khoảng vài chục đến hàng trăm ngàn thì đấy nó mới là vòng bi xịn chứ còn cái vòng bi mà khoảng mấy ngàn đồng thôi thì thật sự là các bạn là cái vòng bi đấy nó rất kém chất lượng và đó là nguyên nhân uh, khi mà các bạn chế xong ấy một thời gian nó sẽ bị kêu bởi vì cái vi nó kém chất lượng nó sẽ mòn cái biên bi ở bên trong dẫn đến xong một thời gian nó sẽ bị kêu o là như vậy và thứ hai nữa là khi mà các bạn chế như này để nó phải trơn chu như cái quạt mình chế như này đấy thì các bạn phải chế nó phải đồng trục các bạn nhá đây này các bạn hình dung này cái quạt của chúng ta nó bao giờ nó sẽ gối lên hai cái đầu ở hai bên là hai cái trục của hai bên này thì mình tháo ra cho các bạn xem nhé đây đây ở đầu cũ của nó là cái bạc thau này thì một đầu của cái trục nó gối lên bạc thau ở đây và một đầu cái trục nó sẽ gối lên ở cái bạc ở phía đằng sau này do đó là các bạn chế bi thì các bạn phải đồng trục đây mình rút ra cho các bạn xem đây ở đây là mình cũng mặt sau này mình cũng đã đóng bi rồi này các bạn nhìn thấy chưa? Đóng bi này, rất chi là trơn chu. Nhưng do cái đặc thù của bi nó là cứng chứ nó không phải như bạc thau này. Bạc thau này các bạn có thể là xoay được nhé Đây các bạn nhìn thấy chưa? Mình các bạn có thể xoay này. Thì nó sẽ điều chỉnh được cái góc của nó. Nhưng mà đối với bi khi mà mình đã đóng qua rồi thì là nó hướng một trục duy nhất. Nên là khi mà các bạn chế thì cái trục bi phía sau và cái bi phía trước này nó phải đồng trục với nhau để làm sao cái rotor của chúng ta nó quay nó phải trơn chu nhất. Còn nếu như các bạn mà chế nó không đồng trục ấy thì dẫn đến là nó sẽ bị bó kết hoặc là sau một thời gian bi nó kêu thì đấy là cái lưu ý khi mà các bạn chế lên bạc đạn là vì vậy còn nếu mà các bạn chế chuẩn đồng trục là một thứ hai đó là bi phải xịn thì đảm bảo các bạn rằng chạy ngon zin như quạt vài triệu bạc luôn đây quay tít thò lò như nãy các bạn xem rồi đúng không rồi, mình cũng vừa mới làm một số các cái bài test thử để so sánh cho các bạn giữa cái ưu nhược điểm của bạc thau và bạc đạn. Thì hy vọng qua cái video vừa rồi thì sẽ giúp ích cho các bạn độ chế hay không độ chế quạt của gia đình mình từ cái bạc thau thông thường lên bạc đạn. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.